Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ qua để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Hơn một tháng qua, nhiều địa phương đã thực hiện kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo hoạt động điều hành chỉ đạo. Sau đây là chân dung của 7 tân Chủ tịch tỉnh mới được kiện toàn. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã được Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 12 tháng 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu đồng chí Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hồ Văn Mừng, sinh năm 1977, quê quán huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý kinh tế, cử nhân khoa học chuyên ngành ngoại ngữ. Ngày 6 tháng 9, ông Nguyễn Huy Dũng được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, ngày 27 tháng 8, Ban Bí thư quyết định điều động chỉ định ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983 tại Hà Nội, trình độ công nghệ thông tin, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore. Ngày 4 tháng 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương, khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 25, bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, 100% đại biểu tham dự đã nhất trí bầu ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Ngọc Châu sinh ngày 26 tháng 1 năm 1972, quê ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tiến sĩ luật học, cao cấp lý luận chính trị. Ông đã có nhiều năm công tác tại Bộ Công an, từng giữ các chức vụ Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 957 QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2024 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Rang Lan Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Quyết định có hiệu lực từ ngày 11 tháng 9 năm 2024. Cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai ông Rang Lan Trung, sinh ngày 4 tháng 8 năm 1971, quê tại thị trấn Chư Prong, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, trình độ chuyên môn, cử nhân Đại học An ninh, chuyên ngành điều tra tội phạm, thạc sĩ chính trị học, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ngày 11 tháng 9 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 956 QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Trước đó, ngày 23 tháng 8 năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10 đã tổ chức kỳ họp thứ 17 để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026 với phiếu bầu đạt tỷ lệ cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái sinh năm 1974, quê quán tại Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông đã tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật và công nghệ, chuyên ngành tự động hóa điều khiển quá trình nhiệt năng tại Nga năm 1997, bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành khoa học trái đất và toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg, Cộng hòa Liên bang Đức năm 2005. Sáng ngày 2 tháng 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 26, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét quyết định các nội dung quan trọng. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, với số phiếu tán thành đạt 100% trong số đại biểu có mặt. Ông Nguyễn Hoàng Giang, sinh năm 1971, quê quán ở huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, trình độ tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 768 QĐ-TTg ngày 2 tháng 8 năm 2024 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Trước đó, tại kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17 đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Với số phiếu tán thành đạt 100% số đại biểu có mặt, đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Duy Đông sinh năm 1979 tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, có trình độ tiến sĩ kinh tế, thạc sĩ chính sách công tại Nhật Bản. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu và miễn chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân hai tỉnh. Cụ thể, tại quyết định số 979 QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Giang Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang. Ông Giang Thanh Khoa, sinh năm 1974, quê quán huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, trình độ chuyên môn thạc sĩ xây dựng cầu hầm. Ông từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương, Bí thư huyện ủy Kiên Lương. Tại quyết định số 976 QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Châu Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ông Châu Văn Hòa sinh ngày 10 tháng 10 năm 1969, quê quán xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, trình độ chuyên môn cử nhân hành chính, cử nhân chính trị, thạc sĩ quản lý kinh tế, chuyên viên cao cấp. Tại quyết định số 975 QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thanh Bình để nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 13 tháng 9 năm 2024. Trong 8 tháng đầu năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an điều động bổ nhiệm 9 giám đốc công an tỉnh. Ngày 1 tháng 2, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ công bố quyết định điều động bổ nhiệm Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc làm hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân. Đại tá Thân Văn Hải, sinh năm 1975, quê quán ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ông Thân Văn Hải từng giữ các vị trí Phó trưởng Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, trưởng phòng tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Ngày 1 tháng 4, Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh. Theo đó, Bộ trưởng Công an điều động bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định kể từ ngày 1 tháng 4. Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh sinh năm 1977, quê quán ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ tiến sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thạc sĩ Học viện An ninh Nhân dân, điều tra viên cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, ông Nguyễn Hữu Mạnh từng giữ các chức vụ Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Ngày 13 tháng 5, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động bổ nhiệm Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Đại tá Vũ Như Hà sinh năm 1970, quê quán ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cư trú tại xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình công tác, ông Vũ Như Hà từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an thành phố Hồ Chí Minh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an. Ngày 20 tháng 6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về điều động bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đại tá Nguyễn Xuân Thao đảm nhiệm cương vị mới thay người tiền nhiệm là Đại tá Nguyễn Hồng Phong, chuyển công tác làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Xuân Thao sinh năm 1977, quê quán ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trong quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Xuân Thao từng giữ chức Trưởng phòng tham mưu của Cục An ninh Đối ngoại Bộ Công an. Tháng 11 năm 2019, ông được điều động làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đến tháng 1 năm 2023, ông Nguyễn Xuân Thao quay trở lại làm Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại Bộ Công an. Ngày 21 tháng 6, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ trưởng Công an điều động Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Bộ Công an. Đồng thời, Bộ trưởng Công an điều động Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Phong, sinh năm 1979, quê ở tỉnh Phú Thọ. Trước khi về Hà Tĩnh công tác, ông Nguyễn Hồng Phong giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an. Đến tháng 7 năm 2022, ông Nguyễn Hồng Phong, thời điểm đó, mang cấp hàm Thượng tá được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 12 tháng 8, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an tổ chức lễ công bố thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an. Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Đồng thời, Bộ trưởng Công an điều động Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đến công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Trần Văn Phúc sinh năm 1978, quê quán ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trong quá trình công tác, ông Trần Văn Phúc từng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Ngày 15 tháng 8, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Đại tá Nguyễn Thanh Hải giữ cương vị này thay Đại tá Trần Xuân Ánh được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1973, quê quán huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 16 tháng 8, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Ông Trần Xuân Ánh đảm nhiệm cương vị mới thay người tiền nhiệm là Đại tá Trần Văn Phúc được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Đại tá Trần Xuân Ánh sinh năm 1975, quê quán ở huyện Căn Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 10 năm 2019, ông Trần Xuân Ánh làm Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an. 2 năm sau, ông giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Ngày 20 tháng 8, tại Công an tỉnh Quảng Nam, Bộ Công an phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức lễ thông báo công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thay người tiền nhiệm là Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hữu Hợp sinh năm 1968, quê quán ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, cao cấp lý luận chính trị. Tháng 5 năm 2022, khi đang giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được Bộ trưởng Công an điều động bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.